chào mừng các bạn về tham gia giải vô địch dù lượn quốc gia lần thứ 3 năm 2023. Giờ ra tới đây rồi. Lên. Bị chéo ngược rồi luôn. Bay ngược rồi. Nữ. Không có sức lôi. Mày lôi nó này đây, bay theo chiều gió lại nhỉ. Đợt trước nó kêu ý, nữ luôn cả. Chơi dù máy ấy nhỉ. Nữ luôn. Lên giật mạnh luôn, mạnh luôn. Lên, có giò lên. Lên thôi. Trời. Wow, lên thật rồi. Ngon này. Khi dù nó căng ra kìa. Wow. Bay theo chiều gió. Yếu hả? Nhỏ quá, mình cứ đó rồi nó bay được rồi ngon. Nhẹ mà. Nè, lên lại nè. Nắm cái dù máy đi đâu rồi lạc? Hết xăng cái đậu đâu biết. À, chắc phải xuống cây xăng rồi. Lên, luôn rồi, lên rồi đó. Rồi, chạy đi. Mạnh lên. Có chân lên. Co lên. Thôi. Cũng ba nền đi được đấy. Gái luôn mà. Nãy giờ 5-6 đứa con gái rồi. Đó con nhỏ này bay giờ nó về rồi đó. Ồ, nhắn thật nhỉ. Nhỏ nước ngoài. Nước ngoài. Ờ đúng mà. Mấy hậu bay điều luyện quá rồi mà. Cái đà nó đẩy lên á. Rồi, lên này, lên này. Giật, rồi đều rồi đó, lên rồi đó. Lên, chạy, chạy đi. Rồi, co chân lên, co chân lên. Ôi giời ơi. Đẹp nha, bay đẹp thật. Đi xa nhiều quá thì ông cái này trong áo chém vào. Mày áo xanh nó dẹp đường đi vào. Ló cái chân ra ngoài cũng không được nữa. Đúng rồi. Đứng thẳng hàng đó kìa. Cộng hàng không kêu mày đứng cho thẳng hàng á. Mà đứng thẳng mà ló cái chân ra tao không cho nữa. Đó chân ra không được đấy. Xa lắm rồi. Vì vậy mà mình buộc phải tua vào gần. Tua gần thì tua lít không thấy luôn, mờ luôn. Tua gần thì nó lại không thấy mấy. Gần quá nó mờ mất tiêu. Ở vừa thì được. Đây đứng ngoài phòng ta. Đó. Rồi đẹp đó, cái này đẹp nè. Cái này đẹp này. Dựng luôn. Xay lên, lên, lên ơi. Không được rồi. Quá đẹp mà cuối cùng. Quá tiếc. Cái chỗ này là thấy bàn. Coi như là chuyến bay này không thành công rồi. Rồi lên bay lại. Ở bên kia đọc đâu là bên đó bay đó. À. Phải có cái ông trọng tài đọc hả? À đó. À. Ví dụ như là dù số mấy ạ nha. Dù số mấy là nó bay ạ. Họ bay. Nói là bay thôi. Nó là bay rồi. Con kia nữ nước ngoài. À nữ. Chặt lên danh à. Lúc đầu cũng muốn sao treo người bay rồi đi ra ngoài nắng rồi. Cứ giữ đi thật cần chạy giờ ra ăn cái bay một. Bay mình làm sao để giữ cân bằng nha người. Lên này. Nữ đó. Nữ lên này, nữ bay này. Bay lên. Bay con gái. Mạnh luôn. Mạnh luôn. Lên luôn rồi. Có gió lên không? Có gió lên chưa? Có gà. Gió cái lên gà. Ôi, cao thật. Gió mà, gặp gió đó. Gió lên cao á. Rồi, tới bên kia. Chuẩn bị lên đẹp đó,
giật đi, giật 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 giật. Súng bụi tre. Súng bụi tre. Súng bụi tre đó. Súng bụi tre, súng bụi tre. Xa lắm rồi. Bay cao hơn con kim én rồi. Xa lắm rồi, phải tua về nhà thôi. Không, nó quay lại chứ, tí nó quay lên nó giật gió nó quay lại chứ. Người mới rớt. Rồi, khởi động đó. Chuẩn bị chuyến bay của cái dù xanh. Đây là chuyến bay của người nước ngoài. Nước ngoài, nước ngoài. Rồi, lên. Rồi, ok. Rồi, ông này bay chuyên nghiệp hơn. Ông này rành hơn. Rồi, ông này chuyên nghiệp hơn mà rành hơn. Mình thấy là đeo nó rớt xuống đường, nó rớt xuống cây á. Nên sẽ bằng đá đó, bây giờ. Rồi, có gió kìa không? Họ làm cái bọc đằng sau rỡ mà đáp đất nó đỡ đau hơn ít á. Chúng lộ đủ không cái sao. Là lụng luôn. Nó lụng cái bọc thôi. Rồi, chúng ta biết. Đó. Rồi, lên. Kéo lại không nổi đâu, kéo không nổi luôn rồi. Giật đi. Nhanh lên lên. Rồi, lên. Ô dưới không đâu mà giỡn được. Rồi bay ngược luôn rồi. Rồi. Quá. Đừng qua đây, qua đây luôn đi. Ôi, giật lên. Rồi bay ngược rồi, lộn rồi, bay ngược lộn rồi. Lộn lộn chỗ rồi. Ở bên kia kìa. Tre bù tre bù tre bù tre bù tre. Nó bay ngược đây là lộn chỗ á. Rồi đó, xuống đường luôn rồi, bay ngược lắm rồi. Kết mã rồi. Ôi, chạm xuống đi. Khán giả nhiệt tình quá. Rồi rồi anh này, anh này bay, anh này, anh này, anh này. Chết rồi, ơ lộ. Nghe cái kia nó ra, chuẩn bị. Ờ cái kia chuẩn bị thôi. Quay hai cái này trước. Quay quay cặp này đi trước đi. Ôi trời, anh sao cao hơn. Anh sao là anh nước ngoài, anh thấy cao hơn rồi. Giật giật. Bắn vô. Thôi thôi thôi. Rồi rồi, rồi rồi. Ok. Ok. Đi vô đi vô. Cái máy em quay sao quay cái kia kìa, nó còn nằm ở trên. Này đen quá. Đồ má quay bay cao chưa? Chính thì chính. À, bay trên không vậy chắc là sướng hết chứ nhỉ. Hay là cái đó cái máy bay đó. Cái mà nó chạy bằng máy á. Không có. Mấy cái đằng sau này đâu có bằng máy đâu. Mấy cái này nó không có máy. Nhưng mà chắc có cái điều khiển á. Giật tay đó. Giật tay á. Tay nó ghi nó không. Rồi rồi rồi, lượn này, lượn này, lượn này. Lượn này đây. Ngoài cái này nó đầu bể, đầu ngoài xích ra. Ông này đi đổ xăng về thôi. Ông này đi đổ xăng về rồi này, đúng rồi này. Ông này đi đổ xăng về. Lúc nãy bay hết xăng về, đổ xăng về rồi này. Ông ấy chấm điểm à. Đây, giờ ông lượn đây. Ông giờ đang lượn cho khán giả xem đấy. Không có cái quạt đó, ông té rồi. Wow, có cái cam quay đó. À, có cam đây, đây, đằng trên đầu ông này. Quay để chấm điểm hay sao? Ừ. Quay của máy mà. Ôi trời, gió quá. Xoay lại, giật. Lên. Lên luôn. Rồi, ok. Ok. Quá đẹp. Chiếc nhỉ? Ừ. À, chiếc này chiếc của máy. Còn cái dù này họ chỉ bay thôi, không lượn được như cái chiếc dù máy kia. À, cái này nó đi bằng gió, thoải mái lượn nhỉ. Cái này đi lượn qua lượn lại thoải mái. Cái dùng tay giờ dùng gió thôi, dùng nó bay nhiều á. Nó chỉnh gió thôi. Bay nhiều quá nóng rồi xuống tay tắm luôn.
Đó, dù kia lên. Lên nè. Lấy nào. Gái rồi, xuống rồi. Rồi. Chuyến bay không thành công. Để biết đường ngày mai phải không? Rồi, cái này lên. Lên nè. Xuống đường rồi, đây bãi. Con này thì mất điểm rồi. Con này mất điểm rồi. Bay không thành công rồi. Hai lần rồi. Hai lần rồi à? Bắt máy đi.